Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 348 gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh, biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía thêm 2 tháng. Theo đó, thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 21 tháng 5 năm 2022. Trước đó, ngày 21 tháng 9 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2171 về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía từ các nước Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn số 888 yêu cầu các sở ngành thành phố và quận huyện triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022. Theo đó, thành phố Cần Thơ phấn đấu thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên toàn địa bàn thành phố năm 2022 là 95,39%, trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch khu vực đô thị đạt 98,8%.